Nhưng mà nếu mà đến cái công đoạn nhấn này mà chúng ta hậu đậu một chút ấy, thì nó sẽ bị rất là hay bị gãy những cái cành non ấy, những cái cành nhỏ thì rất là phí đúng không ạ? Xin chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, hôm nay em sẽ quay cho quý vị xem thực tế cơ sở em sản xuất những cái tác phẩm đồ gỗ cảm ốc như thế nào. Và công đoạn này là công đoạn đang là pha sơn các bác nhá. Pha sơn để chuẩn bị mà gắn sơn nam. Đó các bác xem này. Đây là sơn nguyên chất, sơn nam nguyên chất và được gắn với bột gạch các bác ạ. Những cái viên gạch non ấy thì chúng ta sẽ xay nghiền nát ra theo đúng lối cổ truyền của các cụ. Đây các bác xem. Đó. Sẽ được pha với bột gạch các bác nhá. Đó các bác xem. Em tin chắc chắn rằng là tất cả những cái video này thì các bác không thể xem được ở đâu ngoài cơ sở đồ gỗ trong em, bởi vì cơ sở của em là cơ sở sản xuất, trực tiếp sản xuất lên. Cho nên là các bác có cái yêu cầu gì, các bác thích xem những công đoạn nào thì cơ sở em đều có thể quay cho các bác xem được. Đó. Sẽ được pha với bột gạch các bác ạ. Ở đây thì cơ sở em đang là gắn một bức tranh ở Vinh Quy Bái Tổ. Đó, Vinh Quy Bái Tổ. Và cái phần trong thì đã gắn xong rồi, đang là làm cái phần khung các bác nhá, đang gắn phần khung. Các bác xem này. Đó. Ở đây thì cơ sở em cũng đang là sản xuất rất là nhiều những mặt hàng khác như ở những cái bức tranh và những chiếc đĩa hay là tủ tre. Đây các bác xem. Cái đôi cánh tủ tre này thì đã gắn sơn nam xong rồi này các bác này. Đó, gắn sơn nam xong rồi. Đang là đợi sơn nam nó khô thì mới trà đi. Đó, đang này. Mới trà sạch đi để cho cái phần ốc và phần gỗ nó phẳng với nhau, rồi chúng ta sẽ tỉa nét và hoàn thiện. Đó, đôi cánh mai treo khảm bằng trên ốc vàng danh xanh hoa lý, cực kỳ là đẳng cấp và đỉnh cao. Gỗ cụ ta các bác nhá. Dày hơn 2 phân. Đó. Gỗ cụ ta đấy ạ. Đó, đây, những cái đôi cánh mai treo này. Ốc đỏ Singapore này các bác xem này. Đó. Chưa có tách tỉa gì hết. Cái đôi này thì đã mài sơn nam xong rồi. À, những bức tranh trung tâm. Đó, rất đẹp đúng không ạ? Ở đây thì có những chiếc đĩa này các bác xem này. Ốc rất là đẹp các bác nhá. Đó. Chưa hoàn thiện mà cái màu ốc Singapore nó đã đỏ như thế này rồi thì các bác có thể biết là khi mà hoàn thiện thì nó sẽ đẳng cấp như thế nào. Đó. Bây giờ em sẽ quay cho quý vị xem cái trực tiếp gắn sơn nam sẽ như thế nào các bác nhá. Đây là đang là pha sơn. Sơn nam nguyên chất đấy ạ. Đây cái bức tranh chữ Phúc. Chữ Phúc ở hóa Phúc Mục Thọ đã được gắn sơn nam xong rồi. Đó, còn mỗi tí phần góc này nữa thôi các bác này. Đó. Bỏ ra. Các bác xem. Ốc Singapore. Đỏ nửa vàng chanh các bác ạ. Các bác xem. Ốc Singapore nó phải như thế này. Đó. Và đây thì em sẽ quay cho quý vị xem này, cái công đoạn gắn sơn nam. Đó. Khi mà nhào sơn xong á thì nó sẽ như thế này các bác nhá. Đó, nó sẽ như thế này. Nó rất là dẻo. Xem. Cái công đoạn này thì phải làm hết sức bình tĩnh các bác ạ, bởi vì khi mà chúng em cắt thì đã khó rồi, đã phải tợn hết mắt lên để mà cắt rồi, nhẩn nha cắt rồi. Nhưng mà nếu mà đến cái công đoạn nhấn này mà chúng ta hậu đậu một chút ấy, thì nó sẽ bị rất là hay bị gãy những cái cành non ấy. Những cái cành nhỏ thì rất là phí đúng không ạ? Cho nên là những cái người thợ ở nhấn này thì cũng phải rất là kinh nghiệm trong nghề. Rồi, bước xem. Rất là bình tĩnh các bạn. Vậy cho nên là em mới bảo là cái thời gian hoàn thiện nên một bức tranh này thì nếu mà làm nhanh nhất, cấp tốc nhất thì cũng phải 2 tháng thì mới xong được một bức tranh này, chứ không phải như là những cái hàng hàng chợ, hàng nổ phỏng được các bạn. Đây các bạn xem, chất ốc nhé. Đây các bạn xem, chất ốc này. Đỏ nửa bằng tranh đúng không ạ? Đây các bạn xem. Đó. Khi mà mài sơn nam đi, mài sạch đi và tỉa nét hoàn thiện thì nó đẹp hơn rất là nhiều. Các bạn xem. Đó. Và rất là mong trong cái video clip ngày hôm nay thì sẽ giúp ích được cho các bác hiểu biết hơn về đồ gỗ cảm ốc các bác nhé. Và các bác đừng quên là bấm nút đăng ký kênh để cùng theo dõi cũng như là đồng hành với cơ sở đồ gỗ em. Và xin chào và gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.